gì chú? Giờ này mà cậu còn nhảy nhót được hay là sao? Ủa làm sao chú? Tại sao kỳ vậy? Cậu đi làm việc mà kỳ vậy, tôi không đồng ý được rồi đó. Người ta định hình cho cậu cái vai diễn như vậy mà cậu không làm theo, bây giờ người ta đang kiện cậu kia. Ủa kiện gì con? Chú có lộn gì không à? Có nhầm lẫn gì không rồi chú? Nhầm lẫn cái gì? Người ta còn nói đền hợp đồng đi kia. Đền hợp đồng? Ừ. Đền hợp đồng là chú đền chứ sao con đền? Ủa tại sao? Chú ơi, vi phạm hợp đồng về hình ảnh có nghĩa là ngay từ đầu con đã nhắc nhở chú rồi. Chưa kết thúc hợp đồng nước giải khát này thì không được đặt bút ký một cái hợp đồng nước giải khát khác nhãn. Chú hiểu không? Rồi bây giờ chú lấy lý do là chú nó không có hợp đồng ký. Bây giờ hợp đồng đền cái đó là chú đền chứ sao con đền được? Ngay từ đầu con đã nhắc chú rồi, con nói khi mình còn hợp đồng có 2 tháng à của hãng nước giải khát này thì không được đặt bút ký một cái hợp đồng nước giải khát khác. Chú cứ cãi con, chú cứ khăng, chú nó không sao đâu, cứ làm đi, cứ ký đi, người ta sẽ chuẩn bị quay dựng tất cả các cái hết, nó cũng sẽ qua 2 tháng. Bây giờ là công ty chịu trách nhiệm chứ sao chú đổ thừa cho con? Con lại đổ thừa công ty. Bây giờ trên cái hợp đồng đó ai ký nè? Chữ ký là của con, hình ảnh của con, hiểu chưa? Chú, nhưng con là talent của công ty. Đúng. Chú phải là người giải quyết vấn đề này chứ. Tại vì chú muốn con ký mà. Nhưng mà chính tay con ký chứ không phải là chú muốn ha. Chú cũng muốn con ký, nhưng mà chính tay con ký thì bây giờ con tự giải quyết đi ha. Chú không có dính dáng về vấn đề hợp đồng này nha. Chú đừng có nói ngang ngược vậy cho chú. Ngang ngược cái gì? Chú ép con ký á. Chú ép con ký. Bây giờ chú đổ hết cho con làm sao vậy? Thì đúng rồi. Tại vì bây giờ thực tế là trên cái giấy hợp đồng đó là con ký tên chứ không phải là công ty ký tên. Chú nói nhiều lần như vậy rồi mà. Chú. Sao? Bây giờ là chú đang ép con á, chú đang nói ngang đó. Ngang à? Bây giờ chú định phủi hết trách nhiệm hay sao vậy? Tôi phủi trách nhiệm mà. Hả? Đừng có nói cái câu đó. Thôi, lo giải quyết hai cái hợp đồng đi và nước giải khát đó, cũ mới gì đi. Tôi nói tôi không biết là tôi không biết. Chú làm vậy là quá đáng đó nha. Chú làm vậy là chú hèn đó. Cậu nói tôi hèn hả? Nè, cậu nên nhớ nha. Từ khi mà chưa có ai biết cậu là một ngôi sao, chưa trở thành một ngôi sao, cậu ở đây, cậu về với công ty này nha. Bao nhiêu tiền của bao nhiêu công sức tôi đổ vô cho cậu, tạo dựng được cái hình tượng của cậu, tạo dựng được cái tên tuổi của cậu, coi như là cậu ăn bám thằng hèn này đó. Chú quá đáng rồi đó. Con làm tất cả là vì chú. Chú nói chú không có tiền, bây giờ chú vì tiền chú ép con, chú đẩy con vô đường cùng. Sao vậy chú? Con hiểu ý chú rồi. Sao? Chú khỏi nói nhiều nữa. Coi như giờ phút này con hủy hợp đồng của công ty chú, không là talent của công ty Sao Sáng nữa. Nói được là làm được đó. À, em hy vọng là sự xuất hiện của em ở đây, anh Long với lại bé Khánh An không có bất ngờ. À, em mong muốn là mọi người sẽ mở lòng ra giúp đỡ em. Nhưng mà anh không biết phải giúp đỡ em bằng cách nào cả. Thì có thể là em đã nói chuyện với lại bên đối tác, bên nhãn hàng thì họ cũng đã đồng ý để thay người. Và hy vọng là anh sắp xếp cho Lạc Chấn có thể thay em để quay cái quảng cáo này. Nhưng mà cái này người ta đích danh mời em chứ đâu phải mời Lạc Chấn đâu. Dạ, thì rõ ràng là như vậy, nhưng mà em cũng đã nói chuyện với lại người ta rồi. Nhưng mà quan trọng là công ty của anh thôi. Không phải, ý là cái nội bộ người ta đồng ý, anh cũng đồng ý như vậy, công ty này đồng ý luôn. Nhưng mà khán giả nhìn vào sao? Với lại lùm xùm điều tiếng, lỡ nhiều khi nói là anh Lạc Chấn cướp show của anh. Như vậy thì rất là phiền phức cho cái tên tuổi của Lạc Chấn luôn. Không, bé Khánh An cứ yên tâm đi. Thì anh sẽ tổ chức một cái buổi live stream trực tiếp để anh nói hết tất cả những cái sự việc này. Dạ. Vậy còn em và công ty Sao Sáng như thế nào? Em đã kết thúc hợp đồng với công ty Sao Sáng. Hả? Tại vì em không muốn em phải sống và làm việc theo sự sắp đặt của chú Tuấn. Và em biết được, thật ra là em tới đây cũng muốn xin lỗi tất cả mọi người, là tại vì những việc làm của em vừa qua xuyên suốt và đã làm gây rất nhiều rắc rối cho mọi người. Bản thân em thật sự là em đã biết mình sai. Và hy vọng là mọi người sẽ kết nạp em về công ty tài năng của mình. Hả?
Em sao em phản ứng dữ vậy? Không, tại vì ở đây em làm quản lý á, cho nên là ai vô đây em mà sắp quản lý em cũng hơi hết hồn á. Là không, thật sự là anh mong muốn điều đó mà. Hay là em không có tin vào cái khả năng của anh ấy? À dạ không, về khả năng của anh thì không phải, nhưng mà hãy suy nghĩ kỹ chưa? Thật ra thì trước khi gặp anh để nói tất cả những chuyện này thì em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, 2-3 đêm rồi đó. Tại vì bản thân em không muốn tiếp tục làm nghề mà phải để lại những tai tiếng sau lưng mình. Em muốn một hành trình mới của mình nó thật sự tỏa sáng và sáng đúng nghĩa. Thật ra thì về tài năng của em thì mọi người đều công nhận rồi, nhưng mà vấn đề của em thì khiến anh cảm thấy còn nhiều cái để lo lắm. Thôi anh cũng đừng có quá lo lắng, tại vì bây giờ bản thân em thật sự là em không muốn làm theo những điều mà chú Tuấn sắp đặt và làm những cái sai lầm mà bản thân mình biết nhưng mà mình phải làm. Cho nên là em hy vọng là mọi người chấp nhận và tha thứ cho em và cho em có thể tiếp tục được hoạt động nghệ thuật của mình một cách chân chính. Được. Ý là tài năng của anh Liên Nguyễn thì không nói, nhưng mà từ hồi đó giờ anh là gà của chú Tuấn rồi, tự nhiên bây giờ anh qua tài năng thì em sợ là chú Tuấn sẽ không có để yên á. Em đừng có quá nghĩ nó sâu xa hay là nó phức tạp. Thật ra nếu như anh có qua công ty tài năng của mình hay không thì chú Tuấn hồi đó giờ cũng đâu có để cho công ty của mình yên đâu. Ờ đúng rồi, từ đó giờ đâu có để yên đâu. Dạ bây giờ mọi người cứ yên tâm là bây giờ công ty Sao Sáng đã không còn đủ cái năng lực để quậy phá gì công ty mình nữa đâu. Thôi thì vậy đi, bây giờ chuyện này sẽ bàn sau, sau khi anh soạn thảo hợp đồng xong, và trong đó sẽ có những cái điều khoản riêng với em. Và em nên nhớ nhé, khi mà em bước vào công ty này, em phải làm việc mọi thứ theo sự sắp xếp của công ty. Chỉ cần một lần em sai thôi thì em biết kết quả như thế nào rồi đó. Soạn thảo hợp đồng đồng nghĩa với việc anh đã chấp nhận. Anh suy nghĩ kỹ chứ anh. Em phải tin vào mắt nhìn người của anh chứ. Vậy thì em cảm ơn Long nhiều lắm. Hy vọng là Khánh An sẽ chấp nhận quản lý một người hoàn toàn mới nha. Cảm ơn anh. Ông dạo này sao á nha ông vậy? Sao á? Không có sao á. Làm ơn giữ gìn sức khỏe giùm cái đi. Thì đó, bà thấy tôi vẫn khỏe như ngày nào nữa chưa? Nè, cái chuyện tôi nói ông rồi đó, sắp tới có chương trình hát bài chủ đề đó, nhớ không cho thuộc nha. Biết rồi, chương trình hát trung thu cho trẻ em đúng không? Không, chủ đề mà trung thu gì? Trung thu là người ta ghi là nhạc trung thu.